chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức Mekong của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh HKTV. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019, chương trình có tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị, chiều nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Thị Thu Hậu, 44 tuổi, trú tại khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng này khiến ai nghe qua cũng bất ngờ. Khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 2, Hậu và anh Nguyễn Văn Hoàng Anh, 26 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, cùng một số người khác đều làm trong tổ tiếp thị bia tổ chức ăn nhậu hát karaoke. Tại đây, Hậu cãi nhau với anh Hoàng Anh về việc không chịu uống bia, không tôn trọng lẫn nhau. Khi Hậu đi ra ngoài hành lang của phòng hát thì bị anh Hoàng Anh đi ra bẻ tay trái nhưng không bị thương tích gì. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả hai về căn hộ, Hậu đã lấy một con dao gọt hoa quả để trên bàn đâm một nhát vào bụng Hoàng Anh khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, Hậu đã đến công an thành phố Buôn Ma Thuột đầu thú, thừa nhận tội ác của mình. Đã có rất nhiều án mạng xảy ra tại bàn nhậu xuất phát từ những cự cãi trong lúc say xỉn. Vào chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn, 44 tuổi, tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, phải trả giá đắt cho phút thiếu kiểm soát của mình. Trong lúc nhậu giữa Sơn và Nguyễn Ngọc Linh xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau, Sơn cho rằng Linh có ý hỗn đáo với mình. Vì nhỏ tuổi nhưng khi nói chuyện thường hay văn tục, nên Sơn bực tức lấy con dao Thái Lan trên bàn nhậu tấn công Linh liên tiếp. Sau đó đối tượng bỏ về nhà rồi đến công an huyện Diên Khánh đầu thú. Còn Linh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tòa tuyên án bị cáo Phan Thanh Sơn mức án 18 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 123 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng một người một tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Thưa quý vị, một đối tượng ăn mặc chỉnh tề như cán bộ khiến không ai nghi ngờ rồi đường đường chính chính vào các cơ quan công quyền. Nhưng không ai ngờ y đã làm nghề khiến cho nhiều người phải ôm mặt khóc. Luân khai nhận ăn mặc lịch sự giả vờ vào Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long để liên hệ công tác, rồi trộm xe máy để trong cơ quan này và nhiều vụ trộm xe khách trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Được biết, Luân đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 5 năm 2018, nay lại tiếp tục tái phạm. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Thiên Minh, sinh năm 1993, về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, đối tượng Minh giật lấy điện thoại trên tay của du khách nước ngoài rồi phóng xe máy bỏ chạy. Sau đó, chị Co đã đến Công an phường Tân Lập để trình báo. Sau hơn một giờ đồng hồ truy xét, Công an phường đã đưa được đối tượng Minh về trụ sở để làm việc. Sáng nay, tàu cao tốc Côn Đảo Express chạy tuyến Vũng Tàu Côn Đảo chở 500 hành khách đã gặp sự cố khi vừa rời khỏi cảng Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu 15 phút và buộc phải quay vào bờ. Do tàu không thể cập sát bờ nên phải dùng tàu chuyên dụng chở du khách từ tàu vào đất liền. Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi nhiều giờ trên tàu để chờ khắc phục sự cố. Nhiều người cho biết, nếu trả lại tiền thì quá dễ rồi, điều chúng tôi muốn là giải quyết sao để ra được đảo và nối tiếp những hành trình còn lại. Chiều nay tại sông Quán Trường, đoạn gần cầu Bình Tân Nha Trang, chiếc cano cao tốc đang thả neo để các thợ máy sửa chữa đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Mọi người nhanh chóng rời cano nhảy lên bờ thoát nạn. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã thiêu rụi phần đuôi cano rồi bị chìm hẳn xuống sông. Nguyên nhân gây cháy có thể do thời tiết quá nóng khiến một ít xăng còn sót lại trong bình chứa phát lửa gây cháy. Trị giá của chiếc cano này là 1,7 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, dù rất quyết liệt trong thời gian vừa qua, nhưng công cuộc đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, hàng gian hàng giả là mặt trận chưa bao giờ yên ngã. Tội phạm buôn lậu sử dụng với nhiều chiêu trò và thủ đoạn, hình thức hoạt động thì tinh vi để qua mặt được lực lượng chức năng. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và xử phạt nhiều điểm mua bán trái phép xăng hoặc dầu lậu trên biển, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Thực trạng này ngày càng gia tăng, dẫn đến nhiều hệ lụy về cháy nổ cho các phương tiện cơ giới. Chỉ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mà trong thời gian vừa qua, hàng loạt chiêu trò tại các địa điểm mua bán xăng đã bị cơ quan chức năng lật tẩy. Điển hình như mới đây, vào ngày 21 tháng 2, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại huyện Krông Anna bị phát hiện chứa gần 1.500 lít xăng RON A95 loại 3, không có nguồn gốc rõ ràng cũng như không đạt quy chuẩn về chất lượng kỹ thuật.
với quy mô lớn hơn. Vào ngày 19 tháng 2, một xe bồn đang vận chuyển 18.000 lít xăng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc đang trong lúc nhập nhiên liệu trái tuyến cho các cây xăng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang và xử phạt. Trước đó vài ngày trên địa bàn huyện Cư Kuin, một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã bị phạt hơn 150 triệu đồng, tước giấy phép trong 2 tháng và buộc thu hồi tái chế gần 1.200 lít xăng RON A95 giỏm trong bồn chứa của doanh nghiệp. Tại đất liền là như vậy, nhưng trên biển, công cuộc chống hành vi buôn bán xăng dầu lậu lại càng cam go hơn. Vào cuối tháng 8 năm 2018, hai tàu đánh cá thuộc địa bàn quản lý của đồn biên phòng Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau đã bị bắt quả tang vì liên tiếp nhập gần 9.000 lít dầu lậu từ tàu lạ không rõ nguồn gốc để bán lại cho các phương tiện. Trong năm 2018, riêng tại tỉnh Cà Mau, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 40.000 lít dầu từ các tàu thuyền nhập lậu trên biển. Trên đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi trong thực tế, tình trạng buôn lậu xăng dầu đang diễn ra vô cùng phức tạp, gây thất thu hàng nghìn tỷ đồng và làm rối loạn thị trường chung. Mặt khác, thời gian qua, nhiều vụ ô tô xe máy tự cháy khi đang chạy không rõ nguyên do khiến người tiêu dùng đặt nhiều nghi vấn về chất lượng xăng dầu. Hy vọng ngành chức năng sẽ đưa ra các biện pháp phòng chống ngăn chặn, đồng thời xử phạt nghiêm minh những trường hợp gian thương vì lợi nhuận mà bất chấp kinh doanh xăng dầu kém chất lượng, góp phần giúp người dân an tâm hơn khi lưu thông trên đường. Kính thưa quý vị và các bạn, năm nay vị mía đã đắng lắm rồi. Người trồng mía thì ai cũng âu sầu. Bà con ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi đang cố gắng thu hoạch để dớt dắt chút đỉnh, được đồng nào thì hay đồng nấy. Nhưng nào ngờ giữa trưa nay đã xảy ra một sự cố khiến bà con ai cũng phải chạy tán loạn. Lúc 13 giờ 30 phút tại thôn Mô Lan, xã Ba Tơ, cánh đồng mía xảy ra cháy. Người dân cùng các lực lượng công an, kiểm lâm, cán bộ nhân viên của xã gồm hàng trăm người tập trung đến dập lửa. Sau khi phát tranh ngăn lửa cho đến 14 giờ 40 phút, lửa đã dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang cánh đồng mía khác. Có 18 hộ dân có đất trồng mía bị cháy với diện tích trên 3 hectare. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cháy. Sau bao nhiêu vất vả, thành quả ngọt ngào nhất chính là ngày thu hoạch sản phẩm. Nhưng có những bất trắc xảy đến khiến cho người nông dân phải chới giới và chẳng thể nào xoay sở được. Dân và thưa quý khán giả, ao cá tra gần 40 tấn chỉ vài ngày nữa là bán được. Giá cá cũng đang cao khiến cho gia chủ mừng thầm trong dạ, nhưng nào ngờ. Hai ngày nay ông Hồ Văn Quắn như ngồi trên đống lửa, bởi ao nuôi hơn 40 tấn cá tra gần đến ngày xuất bán đột ngột chết trắng. Chỉ trong vòng 48 giờ qua ông đã vớt gần 5 tấn cá chết. Thành quả mấy tháng trời coi như mất trắng, ông nhìn mà rớt nước mắt. Thì nếu mà chú theo chú nuôi lâu năm thì chú biết là cái hiện tượng này thì không phải là con cá nó phát bệnh. Nhưng mà về xét nhận chú đó là cái này nó bị độc mà không biết nguyên nhân là độc gì thôi. Theo ông, số cá này đã đạt được trọng lượng 800 gram một con. Ao nuôi cá của ông có hệ thống dẫn nước vào và thoát nước ra riêng biệt. Có một ống cống lấy nước trực tiếp từ sông lớn và hai cống thoát nước, không chỉ thoát nước ở bề mặt mà còn thoát nước bẩn dưới tận đáy ao. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kết hợp với lực lượng công an và trạm thủy sản thị xã Ngã Bảy đến lấy mẫu nước, mẫu cá đi xét nghiệm. Hiện nay đang lấy mẫu nước, đang các cơ quan chức năng đang vào cuộc, cũng như chi cục thủy sản, trạm thủy sản đó, công an đang lấy mẫu nước để xét nghiệm. Còn về phía địa phương đó, thì vận động gia đình là cứ bơm nước, xả nước, còn tạt những cái loại thuốc để giả cái việc mà bị ngộ độc thuốc. Theo tính toán của ông Quắn, nếu bán cá tra với giá 28.000 đồng một ký như hiện nay và hầm cá ước đạt khoảng 40 tấn thì gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng. Công chăm sóc cực khổ mấy tháng trời, niềm vui giá cá tăng chưa được bao lâu thì giờ tài sản phút chốc tan theo con nước. Trong lúc này, việc tìm ra nguyên nhân cá chết đang được ngành chức năng địa phương thực hiện quyết liệt để những hộ dân khác phòng ngừa tránh bị thiệt hại. Kính thưa quý vị và các bạn, mối quan tâm lớn nhất của bà con trồng lúa lúc này là câu chuyện làm sao để tiêu thụ lúa đông xuân. Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải mua sớm gạo dự trữ, thì vào ngày hôm qua, Tổng cục Dự trữ đã bán hồ sơ gói thầu mua 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa dự trữ năm nay. 100% lúa và gạo dự trữ đều được mua từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và hôm nay là những tín hiệu ban đầu từ vựa lúa lớn nhất cả nước. Tại Hậu Giang hôm nay giá lúa 4.500 đồng một ký,
Tại An Giang, ghi nhận ngày 20 tháng 2, giá lúa đã nhích lên khoảng 200 đồng một ký. Thương lái đã mua nhiều hơn. Lúa IR50404 với giá 4.400 đồng một ký, trong khi nhiều hộ khác bán 4.530 đồng một ký. Nhiều thương lái cho biết, sau khi nông dân nghe tin chính phủ mua lúa tạm trữ nên đã đòi giá lên mà chưa bán. Tại Đồng Tháp, giá lúa hiện tăng 50-100 đồng một ký. Cụ thể, giá lúa tươi IR50404 dao động quanh mức 4.500-4.550 đồng một ký. Lúa hạt dài, lúa thơm cũng tăng nhẹ 100-150 đồng một ký. Tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, việc thu mua rơm khô diễn ra khá sôi động trên các cánh đồng. Nhiều máy cuộn rơm hoạt động liên tục. Theo nông dân, thương lái hiện thu mua rơm khô với giá 500.000 đồng một hecta. Một hecta rơm được cuộn thành 120 cuộn, sau đó được vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ cho công tác sản xuất hoa màu, làm thức ăn gia súc và lót hoa quả khi vận chuyển, với giá bán lẻ khoảng 10.000 đồng một cuộn. Giá lúa đông xuân đang xuống thấp, việc bán rơm khô phần nào đã giúp cho nông dân có thêm chi phí, tránh tình trạng đốt đồng gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ cháy nổ. Hiện tại, nhiều cánh đồng ở các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang đã bước vào mùa thu hoạch lúa đông xuân. Và đây cũng là thời điểm mà nông dân tập trung bắt chuột đồng nhộn nhịp nhất. Một nét đẹp văn hóa đặc trưng chỉ có tại miền quê miền Tây. Thời điểm này, tại các cánh đồng luôn có rất đông người tập trung bắt chuột. Mọi người bao tròn máy gặt đập để khi máy hoạt động, chuột đồng dù chạy ra ở bất kỳ hướng nào cũng đều bị các tay săn chặn đường bắt giữ. Chuyên nghiệp hơn, người dân còn có cả chó săn đánh hơi chuột. Mỗi khi chuột đồng bị đồng chạy tán loạn, sự reo hò cùng sự nhanh nhẹn của các tay săn tung ra các hướng, nhốn nhào theo đường chạy của chuột đồng đã tạo nên một bức tranh quê đầy sinh động bên đồng ruộng với những người con miền Tây chân chất. Ngoài săn bắt bằng tay, người dân còn đào hang để bắt chuột đồng. Với cách làm này, mỗi người ít nhất cũng mang về cho mình vài ký chuột đồng mỗi ngày. Được biết, tại các chợ chuột đồng được bán với giá vài chục ngàn đồng một ký. Với nghề tay trái bắt chuột đồng đã góp phần diệt được chuột, giảm nguy cơ phá hoại mùa màng cho bà con nông dân, giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thêm nguồn thu cho kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mùng 5 Tết vừa qua, miền quê huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre rúng động vì đối tượng Trần Thành Hổ, tên gọi khác là Chính, lạnh lùng giết hại vợ mình và một người phụ nữ khác ngay tại chuồng vịt. Nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa thôi ám ảnh. Để cơ quan tiến hành tố tụng và củng cố các tài liệu, chứng cứ, sớm đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa, vào ngày hôm nay, công an đã thực nghiệm điều tra vụ án mạng đau lòng này. Tại buổi thực nghiệm, đối tượng Trần Thành Hổ đã thực hiện lại toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Ngọc Mỹ, vì cho rằng chị Mỹ đang có quan hệ tình cảm đồng tính với chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, và chị Mỹ nhiều lần đòi ly dị với Hổ. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 2, Hổ ra chò nuôi vịt của gia đình thì thấy Mỹ và Dung đang ở cùng với nhau nên đã dùng dao thủ sẵn trong người ra tay cắt cổ hai người phụ nữ. Sau khi gây án, Hổ đã đến cầu Hàm Luông và nhảy xuống sông để tự sát nhưng không chết. Những vụ án mạng gia đình đau lòng như thế khiến không ít người sợ hãi. Chỉ vì một phút mất kiểm soát mà dẫn đến án mạng kinh hoàng, dẫn đến đổ vỡ một gia đình vốn dĩ cần hạnh phúc. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án vụ nhân viên cây xăng Đăng Nam ở tỉnh Bình Thuận bị cướp giết vào sáng ngày 30 Tết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang truy tìm hung thủ. Chỉ vì 6 triệu đồng mà kẻ cướp đã tước đoạt quyền sống của một con người khiến cho xã hội căm phẫn. Mới đây, công an vừa có một phát hiện mới gây sốc, là manh mối rất quan trọng cho vụ án này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận phát hiện thêm một người đàn ông đến đổ xăng bị tình nghi trong vụ án này. Đặc điểm của người đàn ông này là mặc áo khoác màu đen, quần jean màu xanh, đội nón bảo hiểm màu đen. Người này chạy xe máy kiểu Sirius, màu sơn là trắng đen, có thùng gắn ở phía sau. Trước đó thì camera an ninh đã ghi lại hình ảnh thanh niên cao khoảng 1m65, mặc áo khoác trắng, quần tây đen khá lịch sự, đi xe máy loại dream màu nho, móc hung khí tấn công từ phía sau, đánh Long gục ngã tại chỗ. Tên cướp đã lục túi của nạn nhân cướp tài sản trong vòng 20 giây rồi lên xe máy bỏ chạy. Thương cảm cho nạn nhân và bức xúc trước hành động dã man. Trước đó thì một mạnh thường quân giấu tên đã treo thưởng từ 30 đến 50 triệu đồng cho người cung cấp thông tin có giá trị cho ban chuyên án để truy bắt hung thủ của vụ cướp. Một người dân ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ 5 triệu đồng để động viên ban chuyên án sớm tìm ra hung thủ. Tất cả đều mong muốn là kẻ thù ác sớm bị pháp luật trừng trị. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ việc một tài xế taxi bị sát hại ở trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 tháng 1 vừa qua,
đã dấy lên mối lo ngại tình trạng mất an toàn cho nghề lái xe taxi. Taxi vốn là một nghề có rủi ro cao vì thường xuyên phải đi đêm và phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng. Nên làm thế nào để bảo vệ được sự an toàn, hạn chế rủi ro đang là được nhiều tài xế lái xe đặc biệt quan tâm. Và mới đây thì hình ảnh một chiếc taxi được lắp tấm chắn bảo vệ cho lái xe nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý, ủng hộ của dư luận. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc lắp thêm tấm chắn này liệu có khả năng thoát hiểm khi mà xảy ra sự cố hay không? Và quan trọng là cục đăng kiểm có chấp nhận chuyện này hay không? Đây là tấm chắn bằng nhựa meca dày khoảng 10mm giữa tài xế và ghế phụ với hàng ghế sau. Trên đó có khe nhỏ để trả tiền, tấm chắn này có thể tháo rời nhanh chóng khi cần thiết. Theo lái xe Đỗ Đức Kiên, từ khi lắp tấm chắn này anh cảm thấy yên tâm hơn, mỗi miếng vách ngăn này có giá từ 1 đến 2 triệu đồng. Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng quy định của pháp luật hiện hành không cấm việc lắp thêm kết cấu vách ngăn, nhưng sau khi lắp xong phải được cơ quan đăng kiểm chứng nhận để bảo đảm an toàn cho lái xe, hành khách. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm cũng khuyến cáo tinh thần của đăng kiểm là ủng hộ, nhưng trong việc lắp thêm cũng xảy ra sự cố thì ảnh hưởng trực tiếp đến lái xe và hành khách. Khi mà cướp bóc ngày càng nhiều, tài xế tỏ ra sợ hãi và chính họ phải bảo vệ mình bằng nhiều cách làm khác nhau. Nhưng nó có thật sự an toàn cho họ hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều qua tại khu vực tổ 13 ấp Long Hòa, xã Long An, thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất thuộc bờ kênh Sáng với chiều dài là 50m, ăn sâu vào đất liền 15m. Và vào sáng nay thì hiện trường của vụ sạt lở có nhiều vết nứt, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở. Vụ sạt lở đã làm thiệt hại một phần nhà kho của nhà máy xay xát lúa gạo Đặng Thành A của gia đình ông Đặng Phước Tự, rơi xuống kênh, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã đến hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồng thời phong tỏa hiện trường, lắp biển báo rào chắn xung quanh khu vực sạt lở. Thưa quý khán giả, nhiều số liệu thống kê và các cuộc điều tra, khảo sát thực tế cho thấy tình trạng sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng nghiêm trọng do tác động lớn của biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, gia tăng dân số, khiến cho đời sống của các hộ dân gần như bị đảo lộn. Và đây cũng chính là điều mà rất nhiều gia đình đang sinh sống tại dọc bờ sông Cái Cao thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang quan mang lo lắng trong thời gian gần đây, bởi tình trạng sạt lở đê bao đe dọa nghiêm trọng đến đất trồng lúa và hoa màu của người dân. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự nóng ngay sau đây mà phóng viên của Tin Tức Mekong vừa ghi nhận được sau khi phản ánh của người dân về nạn sạt lở liên tiếp xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên vào chiều ngày 20 tháng 2, tuyến đê bao kết hợp đường giao thông cặp sông Cái Cao này dài trên 4 km, nối liền các ấp của xã Phú Đức và thị trấn Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long có nguy cơ đứt đoạn ở ấp Phú Thạnh do một đoạn dài trên 50m đã bị sạt lở ăn sâu vào gần 2m đến cổng nhà dân. Thậm chí để tránh nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào ban đêm, người dân đã tự dựng cây, căng dây, cột bịch ni lông và ghi bản cảnh báo ở khu vực sạt lở này. Thì thấy sạt lở quá trời nghiêm trọng là phải mới căng dây đừng cho mà dân chúng người ta đi tới lui đang dễ biết đường nánh ché để thôi là té chỗ đây cái cũng nguy hiểm. Tại vì cái này nó nứt không mà trước Tết hôm bữa 1 cây tháng 1 á, nhưng có báo với chính quyền rồi mà chưa có thấy sửa chữa gì hết mà người dân đi sợ té ra mới lấy đường đồ gạo đặng cho người dân đi sợ té nè. Người dân còn cho biết thêm, mặt đường ở khu vực sạt lở này có chỗ chỉ còn khoảng 5 tấc đường và đang có nhiều vết nứt trải dài có nguy cơ lớn sẽ tiếp tục sạt lở. Điều này đe dọa trực tiếp đến hàng chục hecta đất trồng lúa và hoa màu của hàng trăm người dân nơi đây. Mặt khác, điểm sạt lở này cũng nằm ngay khúc cong của sông Cái Cao, có rất nhiều xà lan trọng tải lớn lưu thông qua đây nên nguy cơ đứt đoạn tuyến đường liên xã ở khu vực này là rất cao. Nếu mà bức luôn thì nước sẽ tràn vô đồng làm hư hại mùa màng lúa thóc của bà con. Địa phương cũng đã trình báo với chỗ phòng nông nghiệp và chi cục thủy lợi của tỉnh đã đến khảo sát và trước tính. Thì đối với chỉ đạo địa phương thì sớm rất mong là trên quan tâm để là sớm thực hiện cái gia cố cái đoạn này vì nó ảnh hưởng là 20 ha nó là lúa và 10 ha là cây ăn trái của bà con dân.
Để bảo vệ tài sản của người dân, đảm bảo thông thương hàng hóa và đi lại thuận tiện, hiện người dân tại khu vực xã Phú Đức rất mong mọi ngành chức năng sớm triển khai khắc phục điểm sạt lở này để tránh những trường hợp đáng tiếc trước thời tiết và triều cường bất thường như hiện nay. Để phản ánh kịp thời những tâm tư kiến nghị của người dân đến với chính quyền các cấp về những vấn đề trong cuộc sống, quý khán giả hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng kết nối Mekong 0293 6299 399 hoặc 0779 813 863, email kết nối Mekong hgtv@gmail.com. Tin tức Mekong luôn bên cạnh lắng nghe bà con. Quý vị và các bạn, có một thực trạng tiêu cực đang tỷ lệ thuận với sự phát triển của xã hội, đó là chơi ma túy tổng hợp. Thậm chí có một từ dù chưa được ghi vào trong từ điển tiếng Việt chuẩn, nhưng mà giờ thì ai cũng dùng để miêu tả chung cho các hành động của một số đối tượng dùng ma túy. Một dạng ma túy tổng hợp đó chính là ngáo đá. Dần và ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá, cỏ Mỹ, nhiều đối tượng thanh niên đang dần biến mình thành quỷ dữ, bóng dưng dùng hung khí giết người tàn bạo. Hiện tượng này không phải mới xuất hiện và chưa bao giờ lắng xuống, mà trong thời gian gần đây ngày càng gia tăng, gây nên sự lo lắng tột độ cho người dân. Leo lên cột điện cố thủ, cầm dao xông vào nhà đe dọa hay thậm chí là mang theo con ruột lên nóc nhà là những hành vi loạn thần thường thấy ở những kẻ khi đang phê đá. Đau lòng hơn, không thiếu những sự việc kẻ ngáo đá truy sát chính những người thân ruột thịt của mình trong cơn hoang tưởng. Mới đây từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở Quảng Ngãi ăn Tết, đối tượng Trần Trung Việt 30 tuổi ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi mang theo nhiều ma túy đá sử dụng. Sử dụng ma túy đá ngay Tết dẫn đến hành vi ngáo đá, dữ tợn và có hành vi giết người một thanh niên địa phương khi nghĩ người này muốn làm hại đến mình. Khi công an huyện Bình Sơn bắt giữ, đối tượng trong tình trạng ngáo đá. Đi xe qua nhìn mà nó đi nạp. Nạp du khách chứ không phải là nó nạp bình thường, nạp du khách em á. Sáng cùng cái rồi bứt tức quá, sáng cái rồi uống hết cái lon bia xong em mới cầm cái dao thái đi ra ngoài nhà nó kiếm nó mà không thấy. Sáng nó quanh gì thấy nó đi bùa chạy tá rồi đánh nó. Ma túy đá hay chấm đá, hàng đá là tên thường gọi của loại ma túy tổng hợp có chứa chất methamphetamine, một chế phẩm của amphetamine ATS. Hầu hết người sử dụng ma túy đá mang lại cảm giác hưng phấn, chơi phê hơn hoặc là tỉnh táo trong thời gian dài để làm việc lâu hơn. Đáng lo ngại, hiện nay tình trạng ma túy đá, cỏ Mỹ lan tràn ở các vùng quê. Đặc biệt, không ít trường học ở các huyện vùng cao có học sinh sử dụng ma túy cỏ. Việc sử dụng ma túy đá, ma túy cỏ đã gây gia tăng tình trạng ngáo đá. Sau khi đập đá, người chơi luôn có ảo giác. Có người tìm đến truy sát hoặc là nhìn thấy yêu tinh, nghe thấy giọng nói văng vẳng liên tục và tiêu cực hóa hành vi của người xung quanh đối với mình. Tình trạng mà những trẻ mà nó có sử dụng ma túy nó gây cái vấn đề những gây mất trật tự an toàn. Nghe hiện tượng những cái trường hợp người ta còn ngáo đá, nó mất nó loạn nhận thức, nó gây ảo giác hồn tưởng mà. Hầu hết cái ma túy mà như là đá, methamphetamine hay là cái cỏ là nó gây cái ảo giác hồn tưởng rất là rầm rộ, rất dữ dội. Những cơn ngáo đá có thể diễn ra trong vài chục phút, vài tiếng hoặc là vài tháng nhưng không có biểu hiện vật vã khi lên cơn thèm thuốc và đặc biệt là có thể gây ảo giác ngay lần đầu tiên sử dụng. Đáng lo ngại, những điều này diễn biến bên trong tâm tưởng của kẻ bị ngáo nên người xung quanh khó nhận biết và phòng tránh. Nhiều chuyên gia cho biết, gia đình nên đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ con trẻ khỏi tác động của chất gây nghiện này. Sự hiểu biết còn mơ hồ, hạn chế của gia đình và bản thân giới trẻ là một phần nguyên nhân khiến loại ma túy độc hại này đang xâm nhập và tàn phá. Những vòng xoay của những người trót nghiện ma túy đá chính là nghiện, quyết tâm cai nghiện, trầm cảm vì khó chữa trị được và rồi lại tiếp tục tái nghiện để chống trầm cảm. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay của truyền hình Hậu Giang. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Chúc quý khán giả một buổi tối ấm áp bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.